đại lễ thành hôn, đại lễ phu quy dành cho bạn trẻ Quang Hà và Thu Giang. Xin phép được bắt đầu một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng được không ạ? À, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều, kính thưa các cụ, các bà, các vị quan khách quý kính mến. Thứ chính xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với ý kiến phát biểu đến từ hai ông đại diện cho hai bên gia đình. Trước tiên xin được trân trọng kính mời tới ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai, ông sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Được sự nhất trí của hạ đôi bên bố mẹ đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hạnh phúc cho hai cháu. Thế thì hôm nay là ngày chính thức, là ngày mùng 9 tháng 5, năm coi canh nhí. Thì bên nhà trai chúng tôi có cây trầu, có thuốc, trà, gọi là cái lễ xin dâu. Thì coi là xin bên gia đình nhà trai nhận và thắp hương tổ tiên biến báo cho các cô là hai cháu đã nên vợ thành chồng. Chúc cho hội hôn của hai cháu thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và tiếp tục chương trình, cho phép chính trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với những ý kiến phát biểu đáp từ đến từ ông đại diện cho gia đình họ nhà gái. Trân trọng được kính mời ông ạ. Tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái cũng xin ghi nhận để đưa cháu Giang về làm dâu làm con của gia đình ông Phương bà Phê ở dưới nhà. Ông đại diện gia đình họ nhà gái rất mong muốn quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Và để tiếp theo chương trình, cho phép Di Chính trân trọng được kính mời sự hiện diện trở lên sân khấu cùng với đôi bạn trẻ ngay lúc này đây, đó là song thân phụ mẫu của cô dâu Thu Giang, ông bà Quang Hậu, cũng có phần quà để dành tặng cho hai con trong ngày vui hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời phần quà của bố mẹ sẽ dành tặng cho hai con. Xin được trân trọng kính mời.
xin được trân trọng kính mời quý vị cùng chào đón sự hiện diện lên sân khấu. Đó chính là sự hiện diện của đôi Tân Lang và Tân Giai Nhân đẹp nhất, rạng ngời nhất năm 2020. Chào đón chú rể Quang Hà và cô dâu Thu Giang bằng một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị đi ạ. Và ngày hôm nay hiện diện trên sân khấu lúc này đây đó là sự hiện diện của bác đại diện gia đình họ nhà trai đang đứng cạnh chú rể điển trai của chúng ta, và bác đại diện gia đình họ nhà gái đang đứng cạnh cô dâu xinh xắn đáng yêu Thu Giang. Ban tổ chức tôi xin phép toàn thể quý vị được trịnh trọng tuyên bố những nghi lễ trong đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chú rể Quang Hà và cô dâu Thu Giang. Xin phép toàn thể quý vị chính thức được bắt đầu. Ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những kiến phát biểu chào dâu và nhận dâu của hai bác đại diện. Trước tiên xin được trân trọng kính mời bác đại diện gia đình hòa nhà gái sẽ có những ý kiến phát biểu chào dâu. Và quý vị đừng quên hãy dành cho bác một tràng vỗ tay thật lớn có được không ạ? Xin trân trọng kính mời bác. Hôm nay hai bên gia đình đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Tôi thay mặt cho họ nhà gái đưa cháu Trang về làm dâu làm con của gia đình ông Phương và Phê. Xin được cảm ơn ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những kiến phát biểu, những lời trao dâu và căn dặn cô dâu Thu Giang của bác đại diện gia đình họ nhà gái. Kính thưa quý vị kính mến, nhà gái đã phát biểu rồi thì nhà trai cũng sẽ có đôi lời đáp thưa. Ngay sau đây những kiến phát biểu đáp từ của bác đại diện trưởng đoàn gia đình họ nhà trai sẽ được gửi tới toàn thể quý vị. Tôi được ủy quyền của ông Phương và bà Phê có trách nhiệm đi đón cháu Giang về làm dâu con. Bây giờ đến nơi đến chốn tại hội trường của gia đình họ nhà trai chúng ta. Thay mặt cho gia đình nhà trai, xin kính mời tất cả các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, khách xa bạn gần cùng bạn bè, thanh niên nam nữ của hai cháu ăn chầu uống nước, hút thuốc để mừng hạnh phúc và chúc phúc cho cô dâu chú rể. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời hai bác hãy dành cho nhau một cái ôm thật nồng hậu có được không ạ? Để thể hiện tình đoàn kết giữa đôi bên gia đình thông gia mà thời nóng như này, các bác ôm một phút càng tốt ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng trở lại an toàn tại những bàn tiệc chầu trà nước thuốc. Kính thưa toàn thể quý vị, còn lại sân khấu lúc này đây còn lại MC và hai nhân vật chính Thu Giang và Quang Hà. Có lẽ rằng giờ phút này đây thì trước khi đến với những nghi lễ được diễn ra trên sân khấu thì ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng di chuyển vào bên phía trong nhà Tư gia và để cùng nhận được sự hướng dẫn của các cung thượng ở bên phía trong nhà thắp nén hương trầm lên bàn thờ tổ đường để kính báo gia tiên ngày hôm nay các con được nên vợ và thành chồng. Trân trọng kính mời hai bạn. This time
chúc mừng bạn, một người bạn rất thân của Thế Giới Nước từ nhỏ. Và ngày hôm nay hai bạn đến với nhau không chỉ là vui hạnh phúc đâu, mà còn thật sự là tớ cũng cảm thấy là thực sự vui và chúc mừng hạnh phúc cho Quang Hà và em Thu Giang. Vì cái quá trình mà Quang Hà và Thu Giang đi với nhau thì nó quá nhiều những khó khăn, những thử thách, những chông gai. Nhưng để vượt qua những khó khăn, những thử thách chông gai để đến với nhau, để xây đắp một tình yêu và đến với nhau bằng một tình yêu hạnh phúc gia đình như thế này, thì đó là điều hết sức tuyệt vời. Và hãy dành cho tình yêu đó bằng một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa của quý vị, để ngay sau đây những nghi lễ sẽ được bắt đầu, có được không ạ? Và để minh chứng cho tình yêu đó thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trao cho nhau một vật kỷ niệm để đánh dấu kể từ ngày hôm nay một mốc son của cuộc đời. Đúng không ạ? Người bạn của Thiên Nhiên Đức rất trầm tính và chưa bao giờ Quang Hà nói là anh yêu em rất nhiều, nhưng anh yêu em chân thành nhất và đến khi nào anh có thể nhất. Và hãy trao cho nhau một chiếc nhẫn để đại diện cho một vòng tròn tình yêu bất tận, đúng không ạ? Xin mời cô dâu và chú rể. Trong tình yêu của hai bạn thì có lẽ rằng ngọt bùi chen lẫn những chông gai thử thách, nhưng ngày hôm nay trên sân khấu hãy dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất, có đúng không ạ? Xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiến đến tầng bánh ngọt hạnh phúc. Dẫu rằng cũng có những lúc anh đi làm về muộn, em còn đóng cửa không cho vào. Dẫu rằng cũng có những lúc chúng ta giận hờn vung vơ, cũng có những lúc ghen tuông vung vơ vì đặc thù công việc của anh là làm sự kiện, tiếp xúc với rất nhiều những cô gái trẻ đẹp, ví dụ như ánh bích kia chẳng hạn. Có những lúc Thu Giang ngọt ngào còn ghen cả với Thanh Thanh. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây những điều ngọt ngào đã cùng trải qua với nhau trên sân khấu này rồi, thì bây giờ ly rượu để chuẩn bị mời đến những bậc là cha là mẹ, cũng như ly rượu để đan tay nhau uống ly rượu tình yêu vợ chồng. Có lẽ rằng những ly rượu tình yêu thì đôi bạn trẻ uống với nhau quá nhiều rồi, các cặp đôi uống với nhau quá nhiều rồi, cặp đôi Thầy Minh Thuận, Kim Liên, cặp đôi Quang Hà, Thu Giang, cặp đôi Thiên Nhiên Đức và Thanh Thanh uống đan tay nhau quá nhiều những ngày bình thường rồi, nhưng tình yêu vợ chồng thì ngày hôm nay hai bạn mới uống với nhau và bọn tớ uống trước rồi. Kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiến đến tháp ly rượu cưới để cùng tay trong tay bật champagne chắt lên tháp ly rượu cưới, để minh chứng cho tình yêu cháy bỏng màu đỏ của rượu sẽ tượng trưng cho màu máu của con tim sẽ chảy thẳng về huyết mạch tình yêu và thắp lên một tương lai rạng ngời tươi sáng nhất cho hai bạn. Làn khói vòng mình sân khấu cũng như tất cả những gương mặt tươi tắn rạng ngời, những nụ cười xinh đẹp ngày hôm nay đang chúc phúc cho hai bạn. Sân khấu. Thank you.
thật lớn để dành tặng cho cô dâu và chú rể, có được không ạ? Trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng di chuyển đến trung tâm sân khấu ạ. Kính mến, sinh con ra thì ai cũng mong muốn con mình được khôn lớn trưởng thành, và ngày hôm nay chứng kiến những người con của mình nên vợ thành chồng có lẽ rằng những người cảm thấy vui nhất, những người cảm thấy hạnh phúc nhất là những bậc là cha là mẹ, có đúng không ạ? Rất mong muốn ngày con trai út của mình được nên vợ thành chồng. Và kính thưa quý vị, giờ phút này đây để cảm ơn tới ơn sinh thành dưỡng dục của bậc bậc làm cha làm mẹ, cũng như ơn dạy bảo của các cụ, các ông, các bác trong nhà, thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ nâng ly rượu để mời lên những bậc là cha là mẹ, để mời lên các bác đại diện đôi bên gia đình, để cảm ơn ơn sinh thành dưỡng dục. Trân trọng kính mời. Thì ngay sau đây, ly rượu này là ly rượu mà cô dâu và chú rể dành những lời cảm ơn chân thành nhất tới ơn sinh thành dưỡng dục. Dẫu biết rằng lời cảm ơn đó là mong manh nhưng đó là chân thành. Đúng không ạ? Cả đời này chúng con cũng không thể nào báo đáp được ơn sinh thành và dưỡng dục của những bậc là cha là mẹ. Thì bây giờ, xin mời cô dâu và chú rể sẽ mời những bậc là cha là mẹ cũng như hai bác đại diện đôi bên gia đình cùng nâng ly lên đi ạ. Ly rượu này là ly rượu để chúc mừng hạnh phúc cho đại gia đình. Một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị đi ạ. Xin được trân trọng kính mời hai bác đại diện cũng như là hai bác thân sinh sẽ cùng di chuyển xuống những bàn tiệc chầu trà nước bước để ban tổ chức sẽ tiếp tục đến với những ngày lễ tiếp theo của cô dâu và chú rể. Và lúc này thì ánh sáng của sân khấu có thể giảm để nhường lại ánh sáng của màn hình LED, ánh sáng của video clip tổng hợp lại quá trình yêu đương, quá trình tìm hiểu và những kỷ niệm ngọt ngào và lãng mạn nhất của cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây, cô dâu và chú rể sẽ nắm tay nhau di chuyển về bên phía cánh phải của sân khấu ạ. Và xin mời hai bác cũng nắm tay nhau để di chuyển sang bên này để chứng kiến những tháng ngày hạnh phúc, những tháng ngày yêu nhau, những kỷ niệm đẹp nhất trong quá trình yêu nhau của cô dâu và chú rể. Bắt đầu trong một lần Quang Hà và Thiên Nhân Đức quay trở lại mái trường cũ. Khi đó về thì gặp các thầy, các cô tay bắt mặt mừng, rồi biểu diễn văn nghệ. Và ở đó thì Quang Hà đã bắt gặp và từ đó ánh mắt lại uống nhầm ánh mắt, nụ cười đã chạm vào tim của nhau. Và để rồi từ đó theo tiếng gọi và để từ rồi từ đó những dòng tin nhắn liên tục được gửi đi em nhớ. Và ngày ngày Quang Hà lại đón đưa Thu Giang trên chuyến xe tình yêu để đến nơi làm việc. Xuống thành phố Vĩnh Yên, Quang Hà đã xin cho Thu Giang tại một spa nổi tiếng của Vĩnh Yên, đó là Swan. Đã dành tặng cho Thu Giang trong những lần đón đưa một bông hồng thôi. Vâng, và đây là lần ghé qua phòng trọ chơi đầu tiên. Thu Giang đã không ngại ngần mời anh ăn vải nào đầy yêu thương trong đó. Ăn xong thì chú rể không chỉ rửa bát đâu, thỉnh thoảng nắm trộm tay một cái. Và để rồi từ đó những lần hẹn hò, đón đưa
những lời nói ngọt ngào. Chú rể Quang Hà không chỉ giỏi về ngành sự kiện đâu ạ, không chỉ giỏi về âm thanh ánh sáng đâu ạ. Một người chơi đàn guitar rất hay, Quang Hà một phần cũng do tiếng đàn rất hay của Quang Hà nữa ạ. Mãi mãi hạnh phúc, em có đồng ý làm vợ anh không? Và như vậy là chú rể đã quyết định đeo lên ngón áp út của cô dâu một chiếc nhẫn để bày tỏ những tình cảm chân thành nhất. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên gò má của cô dâu Thu Giang. Và như vậy là họ đã quyết định đi đến với nhau một bến bờ hạnh phúc, một tương lai tuyệt vời. Đã tìm với nhau, thấy nhau đến một bến bờ hạnh phúc thì hãy hứa rằng sẽ yêu nhau đến trọn đời và mãi mãi. Và nụ hôn này sẽ khóa chặt tình yêu của đôi bạn trẻ lại. Và video clip vừa rồi được thực hiện, được ghi lại bởi ekip Vỡ TV, một trong những ekip mà chú rể Quang Hà cũng đang làm việc. Ekip Vỡ TV, một kênh YouTube nho nhỏ thôi nhưng làm được những điều không hề nhỏ. Và nếu quý vị, những đôi nào yêu nhau đang có mặt tại hôn trường cưới ngày hôm nay muốn toàn bộ quá trình yêu, Vỡ TV xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Và ngay sau đây, những nghi lễ sẽ cùng quay lại với toàn thể quý vị. Và quý vị có biết tại sao ở trên phong của chúng ta luôn phải đề đầy đủ là lễ thành hôn không ạ? Lễ là gì? Lễ là đôi bên gia đình đã có 5 lễ ra, 3 lễ vào, lễ ăn hỏi, lễ xin cưới và ngày hôm nay là lễ xin đón dâu. Thành là gì ạ? Thành là vừa rồi đứa bạn trẻ có trao cho nhau một chiếc nhẫn để nên vợ và thành chồng. Vậy chỉ thiếu đúng một chữ thôi, chữ hôn này. Đấy, thấy bạn Long Hồ rất tỏ hôn vì cá nhân Thiên Nhân Đức ở cạnh phòng với Quang Hà ở Vĩnh Yên. Và có lẽ rằng trong bao nhiêu lần hôn nhau đấy thì em cũng dình được khoảng 50%. Em còn quay lại được, em tham không phát lên đây. Kính thưa toàn thể quý vị, và bây giờ thì tất cả những nụ hôn đó thì ban tổ chức ngày hôm nay sẽ tạm tính cho là nụ hôn của tình bạn, nụ hôn của tình yêu, và nụ hôn có thể gọi là nụ hôn vui vui, hôn xã giao, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay mới là nụ hôn của tình nghĩa vợ chồng. Quang Hà thân mến, một người bạn thân của tôi, bạn ấy quay hướng ánh mắt về tôi, quay hướng ánh mắt về tôi, bỏ tay á, di chuyển tay em bên này. Ngày hôm nay thì chia tay cuộc đời độc thân của bạn. Tôi rất vui và nụ hôn này thì tôi xin phép xin phép là để bạn và cô dâu sẽ dành cho nhau. Và đúng không ạ? Bạn bảo là hôm nay dẫn chương trình trêu tôi ít thôi, nhưng mà đến giờ này tôi đứng ở đây rồi, có muốn đổi MC cũng có. Biết rằng ở đây có anh MC Minh Đăng này, MC Duy Chính, ca sĩ Duy Chính, MC Ngọc Kiên, có rất nhiều các anh MC ở đây, nhưng giờ này bạn không đổi được nữa. Tôi có trêu thế nào đi nữa thì cũng không đổi được. Còn cô dâu Thu Giang, để xem ngày hôm nay em có hôn được như những lần mà em hôn Quang Hà ở phòng hay không. Không chỉ hôn đâu mà còn tạo ra những tiếng động rất khó nghe ạ. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, và giờ phút này đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu. Nói vậy thôi, yêu nhau là phải trao cho nhau những điều ngọt ngào, những điều tuyệt vời nhất, có đúng không ạ? Và nụ hôn là một trong những điều rất ngọt ngào. Có cái ngọt ngào hơn nụ hôn nhưng em không tiện nói là ở đây. Xin mời cô dâu Thu Giang và chú rể Quang Hà sẽ cùng hướng ánh mắt về nhau. Em muốn tiến xa hơn. Xin mời chú rể đặt tay lên vòng eo, nói là thon thả, có đúng không ạ? Thon thả của cô dâu Thu Giang. Vâng, trước khi cưới thì cô dâu Thu Giang đã giảm liền mười mấy cân rồi đấy ạ. Và xin mời cô dâu đặt tay lên bờ vai của chú rể, mắt đưa vào mắt để xem hôn ngày hôm nay có khác những lần trước hay chưa. Chưa bắt đầu đâu ạ. Quý vị có đồng ý với những người làm chương trình là nếu nụ hôn này dưới 1 phút thì sẽ cho hôn lại không ạ? Bích với anh có đồng ý không ạ? Anh Thanh với chị vợ anh Hiểu có đồng ý không ạ? Tất cả quý vị đồng ý cho em một tràng vỗ tay để nụ hôn này kéo dài trong vòng 1 phút có được không ạ? Vâng, tất cả những máy ống kính, máy quay, cameraman Cao Đăng Luân, chủ tịch của Vỡ TV cũng đang dơ sẵn máy quay ở đây rồi. Bắt lại khoảnh khắc này và chắc chắn sẽ dành tặng cho bạn một thước phim đẹp hơn nữa trong kỷ niệm 1 năm ngày cưới của các bạn. Và các bạn hãy dành những điều tuyệt vời nhất. 3 2 à, mà bình tĩnh ạ. Trước khi hôn thì xin hỏi cô dâu Thu Giang một chút ạ. Ngày hôm nay, trước khi hôn vẫn phải hỏi, ngày hôm nay cô dâu cảm thấy như thế nào? Chú rể trả lời thay, ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào?
Em cảm thấy rất là hạnh phúc mà. Khi mọi người đã không ở ngại đường xa xa xôi bút chút thời gian đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây ạ. Không chỉ là Quảng Ngãi đường xá xa xôi đâu, Quảng Ngãi thời tiết nóng nực nữa. Và dường như MC tắm từ đầu chương trình đến giờ ướt hết rồi, mọi quý vị ở đây cũng đang rất nóng. Nhưng tại sao quý vị ngồi lại? Ngồi lại là để chứng kiến những điều ngọt ngào nhất của cô dâu và chú rể, có đúng không ạ? Ngồi lại để chúc phúc cho hai bạn thì bây giờ nụ hôn sẽ lại được bắt đầu sau một tiếng đếm. 3, 2, 1, xin mời. Không đủ một phút là Thiên Nhân Đức sẽ làm hộ được đấy. Đúng một phút à? Đẹp tay. Đây sẽ là thước phim đẹp nhất trong lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Quang Hà và Thu Giang. I could stay like this forever following you. Just don't get too far and I'll be right where you are. I just want you.